Dạ, vườn mai Miến Dung em xin mến chào quý cô chú anh chị ạ. Dạ, hôm nay là ngày 10 tháng 6 anh chị. Dạ em lên clip 25 cây mai nha anh chị. Dạ, 25 cây mai là siêu bông mình lợi hết nha anh chị, toàn bộ là siêu bông mình lợi hết nha anh chị ơi. Địa chỉ của em thì ở ấp Hòa Khánh, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Số điện thoại của em là 0366 048 123. Đó anh chị nào mà hợp nhãn thì cứ dạ gọi điện thoại ủng hộ giúp giùm em. Phí ship thì em bao hết nha anh chị, em bao phí ship hết. Em bao vận chuyển tới nơi, em bao anh chị là không có bị gãy cành, không bị dập lá gì hết nha anh chị. Dạ rồi anh chị ơi, dạ bắt đầu em vô cây mã số 1 anh chị. Đó cây siêu bông mình lợi cây mã số 1. Dạ đây. Đó cây này ghép được 3 bo. Đó dày on hết nha anh chị ơi. Dạ 3 bo anh chị, mã số 1. Gốc có củ thiệt là đẹp đây. Đó anh chị ơi, mã số 1. Cây này em bán 2 triệu rưỡi nha anh chị. Dạ 2 triệu rưỡi. Dạ cây mã số 2. Đó mã số 2 đây anh chị ơi. Đó cây này ghép cũng 3 bo. Cây này ghép 4 bo anh chị ơi. Cây ghép 4 bo nha, mã số 2. Đó củ đế nó đây. Đó cây mã số 2 em bán là 3 triệu anh chị ơi, 3 triệu. Dạ tiếp tục cây mã số 4 anh chị. Dạ mã số 4 củ đế nó đây. Đó mã số 4. Cây này ghép cũng được 3 bo anh chị. Nó ghép 3 bo. Mã số 4. Rồi cây này em bán 2 triệu anh chị ơi. Dạ 2 triệu anh chị. Dạ mã số 5. Dạ tiếp tục mã số 5 cũng ghép được 3 bo. 3 bo củ đế nó đây anh chị ơi. Đó cái này, mấy cây này là anh chị về trao nhất là 10 ngày nữa tới lại, khoảng tuần lễ là cắt bo được nha anh chị. Đó mã số 5. Rồi cây này em bán 2 triệu luôn anh chị ơi. Dạ 2 triệu cây mã số 5. Rồi tiếp tục cây mã số 6 nha anh chị. Đó đây, nguyên cái tán ở đây xùm xê dữ lắm, ghép 3 bo nha anh chị ơi. Đó cây mã số 6, giờ cũng ghép 3 bo. Và củ đế nó đây nha anh chị, cây này môi đất ra tí xíu nó lồi đế lên đẹp dữ lắm nha anh chị ơi. Mã số 6 em bán 2 triệu luôn anh chị ơi. Dạ 2 triệu nha. Mã số 7 anh chị ơi. Đó mã số 7. Dạ cây ghép được 3 bo. 3 bo nha anh chị. Cây này thân thật đế nôm anh chị ơi. Đó thân thật mà đế nôm đây ha. Đó đây. Mã số 7 này em cũng bán 2 triệu nha anh chị ơi. Đó dạ 2 triệu cây mã số 7. Dạ đây. Dạ tiếp tục mã số 8. Mã số 8 ghép 3 bo. Đó dạ đây 3 bo nha anh chị. 3 bo. Đó đế nó đây anh chị ơi, đế quái. Đế quái nha anh chị. Rồi mã số 8 em bán 2 triệu anh chị ơi. Mã số 8 em bán 2 triệu. Dạ cây mã số 9. Số 9 đây anh chị ơi. Đó cây này ghép cũng được 3 bo. 3 bo đây ha anh chị. Rồi mã số 9 em bán 2 triệu anh chị ơi. Mã 9 2 triệu đây nha anh chị. Dạ tiếp tục cây mã số 10. Cây mã số 10 thì cục đế nó dữ lắm anh chị ơi. Quá sức cục đế luôn ha. Đó em quay giáp vòng cho anh chị coi. Đó cây này ghép 3 bo anh chị. Dạ mã số 10. Mã số 10 em bán 2 triệu rưỡi anh chị ơi. 2 triệu rưỡi. Dạ tới mã số 11. Đó, cây cái cục đế dữ lắm nha anh chị. Quá sức cái đế luôn nha. Đó mã 11 này em cũng ghép 3 bo. 3 bo đây nha anh chị ơi. Đó mã 11 3 bo. Dạ cây mã số 11 em bán 2 triệu rưỡi luôn anh chị ơi. Dạ 2 triệu rưỡi anh chị. Dạ mã số 12. Tiếp tục cây mã số 12 anh chị ơi. Dạ đây. Số 12 cây này ghép 1 bo. Cây này em bán 600 ngàn mã số 12. Dạ tiếp tục cây mã số 13. Mã số 13 nha anh chị. Đó. Đế quái nha anh chị ơi. Ghép 1 bo. Mã số 13 em cũng bán 600 ngàn. Dạ đây. Mã số 13.
Dạ cây mã số 14 anh chị ơi. Mã số 14 đây. Cây này ghép 2 bo. Củ đế nó đây anh chị. Ghép 2 bo. Mã số 14 em bán 600.000. Mã số 14 600.000 anh chị. Dạ cây mã số 15. Đó, ghép 1 bo mà ra được 2 nhánh rồi anh chị ơi. Đó mã số 15. Dạ 500.000 anh chị ơi. Đây mã số 15 500.000. Dạ tiếp tục cây mã số 16. Có mã số 16 đây anh chị ơi, củ đế nó đây nha. Mã số 16. Mã số 16 em cũng bán 500.000, mã 16 500.000 đây anh chị ơi. Dạ cây mã 17. Đó một bo vàng hòn luôn anh chị, mã 17. Dạ đế nó đây, đó cây này móc lầu đế lên nữa nè anh chị ơi. Đó mã 17. Dạ em cũng bán 500.000. 500.000 cây mã 17 anh chị. Dạ cây mã 18. Đó đây mã 18 đây anh chị ơi. Dạ củ đế nó đây ha. Dạ mã 18. Dạ 500.000. Rồi tiếp tục mã 19 anh chị ơi. Dạ đây là mã 19 anh chị. Đó cây mã 19. Dạ củ đế đây. Mã 19. Dạ 500.000 luôn anh chị ơi. Dạ 500.000 nha, mã 19. Dạ mã 20, tiếp tục cây mã 20 có củ toàn do. Đó mã 20 đây anh chị ơi. Dạ mã 20. Dạ em cũng bán 500.000 đây anh chị. Đó mã 20 500.000. Dạ mã 21. Nó cây mã 21. Đem nhổ cỏ cho lầu đế lên ha, cây này chôn hơi sâu. Đế nó đây anh chị ơi. Mã 21, dạ đây. 500.000 luôn chị ơi. Dạ tiếp tục mã 22. Dạ mã 22 cũng loại gốc nhất anh chị. Đó đây mã 22. Rồi mã 22, dạ 500.000 anh chị ơi. Mã 22 500.000. Dạ cây mã 23. Đó mã 23. Dạ đây anh chị. Đó mã 23. Dạ em cũng bán 500.000 anh chị. Mã 23 dạ cũng 500.000. Dạ tiếp tục mã 24. Mã 24 cái củ đây anh chị ơi. Đó củ đế đẹp. Củ đế đây. Đó mã 24. Dạ em cũng bán 500.000 anh chị ơi. Dạ 500.000 mã 24. Đó em quên quay cái củ mã 23 lại cho anh chị xem. Đó mã 23 củ đây anh chị. Đó này là củ của mã 24 nha. Mã 24. Rồi cây tiếp tục cây mã 25 anh chị ơi. Dạ đây. Mã 25. Đó. Cái chọt về on. Mã 25. Rồi cây mã 25 em cũng bán 500.000. Dạ mã 25 500k đây anh chị ơi. Mã 25 500k. Dạ mã 26. Đó tiếp tục cây mã 26. Đó mã 26. Rồi em cũng bán 500.000, mã 26 đây nha anh chị. Dạ 26 củ đế đẹp lắm anh chị ơi. Dạ rồi, mã 26 cây cuối cùng. Dạ em cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều, em rất mong nhận được sự ủng hộ của cô chú anh chị ạ. Dạ cô chú anh chị nào xem clip hộp nhãn mã máy, dạ vui lòng gọi điện thoại giúp giùm em. Dạ em bao chuẩn giống cho anh chị ha. Đó anh chị nào mà dạ chốt về cứ test mà là em nói cho anh chị an tâm ha, ai mà nói sai giống anh chị ghép vô cây 5 triệu 10 triệu bao nhiêu triệu em không biết. Dạ em thường gấp đôi gấp ba hết nha cô chú anh chị ơi. Dạ em cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Dạ em xin chào tạm biệt cô chú anh chị ạ. Dạ hẹn gặp lại cô chú anh chị dạ clip sau ạ. Dạ em xin chào tạm biệt.